Hàng Pioneer này đi rất là nhiều nha các bạn. Cái dòng Pioneer Black Gold đó, thì đây anh em mình đặt rất là nhiều, các bạn thấy không, mình đóng đây rất là nhiều rồi. Thì cái này là mình hứa chứ các bạn là mình sẽ review chi tiết, nhưng mà bữa nay lu bu lắm các bạn. Tại vì anh em đã biết cái dòng này rất là nhiều rồi, nên nhiều anh em nghe nói mà có hàng về á là anh em sẽ đặt liền. Nó người đặt 2 cây nè, các bạn thấy không, 2 cây, 3 cây, có người đặt 5 cây đó. Thì có ông anh ở bên quận 7 bạn, đặt lên 10 cây, mình giao gáp luôn, giao shipper, giao nhanh đó bạn. Là chỉ cần cho mình cái địa chỉ là mình giao thành phố, mình giao lẹ lắm. Đó là giao bên chỗ giống như gáp các bạn, người ta đi. Đó thì anh em nào, thì cái hàng này anh em nào đã biết rồi thì tranh thủ đặt hàng sớm đi nha. Tại vì thời gian này đúng rất là lu bu các bạn, phải vừa nghe đơn hàng vừa đóng hàng. Thì đóng cái đơn thiệt thực ra thì đóng những cái đơn này nó cũng rất là tốn thời gian. Thì cần đó, mình đã bọc chống sốc ở trong đây, ống nước mình phải cưa ra, xong mình bỏ vô mình bịt đầu các bạn. Làm nói chung cũng rất là tỉ mỉ nên thời gian cũng tốn rất là nhiều. Đó thì anh em nào mà biết thì cái dòng Pioneer Black Gold này á, thì cứ tranh thủ đặt hàng sớm đi. Tại cái hàng này số lượng nó cũng bên tuấn nó cũng không có được nhiều đó các bạn. Đợt này có được 140 cây thôi đó. Thì bữa nay là bạn coi nè, rất là nhiều luôn đó, chất lên một trống luôn các bạn, mấy chục đơn bữa nay hả. Thì bữa mình có hứa các bạn là review trực tiếp, thì anh em xem lại những clip trước giúp mình nha, anh em có thể xem lại những clip trước nhìn thấy sẽ biết hơn. Rồi mọi người đã quay trở lại với shop đầu câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay với cái tình hình là cái cần Pioneer Black Gold các bạn hiện tại đang hot hàng, rất là hot luôn, tình hình nó rất là hot, tại vì nó hụt hàng cách đây là khoảng hơn nửa năm, và cái dòng cần này giá cực kỳ sinh viên nhưng mà chất lượng thì khỏi chê, không có chỗ nào chê luôn các bạn. Thì đang trong cái không khí mà hot của cái cần Pioneer Black Gold á, thì bên shop của Tuấn á quyết định tung ra một cái bộ combo, mà cái bộ này chuyên về câu hồ nha các bạn, câu hồ dịch vụ á, và đặc biệt là chuyên về câu cá tra hơn. Bộ này là chuyên câu hồ, câu dịch vụ và câu cá tra đó. Thì đây mình có soạn sẵn này các bạn, một bộ combo nè, có cần, có máy, có cước, có khóa, có nho đầy đủ hết các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ đi review trực tiếp cái bộ này cho anh em mình có một cái nhìn tổng thể về cái bộ combo mới này nha. Mà mình nói trước luôn, cái bộ này là chuyên về câu hồ, câu hồ dịch vụ các bạn, câu cá tra. Rồi mình sẽ đi vào chi sâu cho các bạn xem. Thì đây là cái bộ combo bữa nay của chúng ta nha các bạn. Chủ đạo bữa nay á thì là cái cần Pioneer Black Gold này các bạn. Đó, cái máy thì cái dòng Ryoko Bomber size 5000 nha các bạn, size 5000. Thì hiện tại mình đem ra hai máy, lý do là hiện tại bên shop mình còn hai phiên bản, một con màu xám vàng và một con màu xanh vàng đó. Một chiếu mình sẽ xui cái khui hộp cho các bạn xem. Thì dòng cước hôm nay á là dòng cước Try, hàng cũng của Thái luôn nha các bạn, máy Thái với cước Thái đó. Dòng cước Try thì ở đây mình sẽ có 4 size 40 45 50 55. Thì mình đưa ra 4 size để cho bạn lựa chọn. Ví dụ khi các bạn đặt hàng bên shop á thì các bạn sẽ đưa ra được cái yêu cầu, ví dụ bạn đặt cái bộ này và cần cho tôi cước 50 chẳng hạn, hay là cước 55, thì cái đó các bạn có thể là liên hệ trực tiếp, bạn báo trong cái lúc mình đặt hàng ha. Thì mình nghĩ các bạn, khi mà mình câu hồ á thì mình nghĩ các bạn nên chọn cái size cước là 50 55, chảo cho nó thoải mái, tại vì cá tra hồ là nói chung là cái lực kéo nó rất là khỏe các bạn, con 5-7 kg hay là mười mấy ký rồi nó kéo rất là khỏe, nên mình chọn cái size lớn xuống ha. Và dòng cước này nó rất là ổn các bạn đó. Còn phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có khóa này, khóa thì mình ưu tiên cho bạn là khóa hai dòng, khóa nhật khóa hai dòng các bạn,
chùm nho. Chùm nho thì mình có loại chùm nho 8 nè, 4 nè, 6, mỗi cái là 2 chùm. Đó, mỗi thứ 2 chùm nha các bạn. Thì dây là dây Chilen và lưỡi là lưỡi Sakuke. Đó. Thì một phần không thể thiếu trong cái bộ này là cái một cái cây chống V nha các bạn. Đây. Một cây chống V như thế này. Đó, chống V này dài 1m2 nha các bạn, cho anh em mình cắm thoải mái luôn. Đó, đây là cái đít của nó đây các bạn. Đây là đít nè, và đây là cái đầu. Đó, chống V bản lớn nha các bạn. Và dòng này anh em mình cắm là thoải mái luôn. Đó. Chống V này dài 1m2 nha. Đó, thì mình bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chi tiết từng món. Thì mình sẽ giới thiệu lại về cái dòng Builder Blackgon. Đây. Một trong những cái dòng cần mà hiện tại đang làm mưa làm gió trên thị trường mình luôn nha các bạn. Blackgon. Size thì ở đây mình sẽ có 3 size. 2m7 nè. 2m7. 3m, 2m7, 2m4. Đó, anh em nào thích dài lấy dài, thích ngắn lấy ngắn, tùy theo sở thích của mỗi người nha. Nhưng mà thấy đa số anh em đi câu hồ thì 3m là được chọn nhiều nhất. Tới nữa là 2m7 và cuối cùng là 2m4. Tại vì vô hồ anh em cần quýnh xa, quýnh cho tới ổ, tới điểm thì cá nó mới ăn. Đó, thì cái dòng này á là dài 3m, tải 30 lb các bạn thấy không? Từ 15 đến 30 lb. Thì 30 lb này tương ứng tới tầm khoảng 14-15 kg nha các bạn. 14-15 kg. Đó, độ cứng của nó là medium heavy. Medium heavy nha các bạn. Tải chì thì là tầm khoảng 50-100 g. Nhưng thật chất cái dòng này tải nhiều hơn các bạn. Thì cuối clip này mình sẽ có một clip test về cái cần này cho các bạn xem. Là với cái size 2m7 và 3m mình nhất tỉnh là 5 kg với 6 kg cho các bạn xem ha. 5 kg, 6 kg. Đó. Thì mình sẽ nói về xuất xứ của dòng Builder này là hàng nhập khẩu từ Singapore nha các bạn. Ở đây có một cái thông số mã vạch là ghi là mã 888. Thì các bạn có thể check mã vạch này ra thông tin là nguồn gốc xuất xứ của nó là từ quốc gia Singapore. Đó. Một điều đặc biệt ở nói là bát máy của thằng Builder là bát máy hãng nha các bạn. Bát máy của Builder, bát hãng. Cái dòng bát máy này rất là bền. Chơi mà khi bạn gắn máy vô á, nó giữ cái máy mình rất là cứng và rất là chắc nha các bạn. Nó không những dòng máy thường thì nó dở hơn. Đó. Cán thì là cán mút 2 khúc. Bạn thấy không? Cán mút 2 khúc như thế này. Đó. Đó. Builder. Rất là đẹp bạn. Blackgon tức là vàng đen. Thì đúng như cái tên gọi của nó, chỉ có 2 màu thôi các bạn, vàng đen. Này vàng đen các bạn. Đó, về xứ của thằng này á, khoen của thằng này á là khoen Sigurder cánh bướm, hay người ta gọi là khoen cánh bướm nha các bạn. Đây, dòng khoen nó rất là đẹp. Đây các bạn. Khoen cánh bướm rất là đẹp. Đây. Khoen cánh bướm mà khoen to rất là đẹp nha các bạn. Đó. Bạn thấy không? Rất là đẹp. Xứ bên trong là xứ Terin. Terin. Đó. Terin nè các bạn. Thì cái dòng xứ này các anh em có thể đánh được giải dây cước và dây bia, nó không khờ mòn. Và đặc biệt mình nói thêm cái dòng cánh bướm này, anh em có thể đánh được cả nước ngọt và nước mặn, không sợ bị sét. Tại mình đã có test thử rồi nên mình dám đảm bảo các bạn là cái dòng này không bị sét nha các bạn. Dòng này anh em đánh cả nước biển và nước ngọt không bị sét. Ha. Đó. Thì cái phần ngọn của nó, phần ngọn nó đặc biệt ở chỗ là nó có thêm một cái catalog như thế này. Đó. Người ta đang quay cảnh là cái cần Builder cẩu con cá dưới hồ nữa các bạn. Thấy không? Cẩu nguyên một con cá luôn. Đó. River catfish 9 kg. 9 kg này chắc câu cá này 9 kg quá các bạn. River catfish 9 kg hay là cẩu được 9 kg thì mình cũng chưa biết, nhưng mà mình mới có test thử là nó tầm khoảng có 6,5 kg các bạn. Nhưng mà kéo 6,5 kg lên phê lắm các bạn ơi. Với cần 3m là mình kéo lên phê lắm. Ở đây nó bảo là river hồ sông gì đó catfish 9 kg. Đó. Hàng chính hãng của Builder các bạn. Builder là hàng xuất xứ của nó là của Singapore. Builder là một thương hiệu nổi tiếng luôn. Đó. Thì cái phần khớp nối là của thằng này là tên thụt xuống này nha các bạn. Kiểu trên thụt xuống như thế này. Đó. Nhưng mà đặc biệt cái thằng này khớp nối nó rất là sâu bạn, cực kỳ sâu. Thấy không? Nên độ mình tạo cho mình một cái khả năng mà chịu lực của cần rất là tốt các bạn. Đây nè. Đó. Thì đây nguyên một dàn phen Sigurder cánh bướm hết, tức là dòng phen cánh bướm hết.
đặc biệt cái thằng Black Gold này, cái phần khúc ngọn các bạn, từ đầu bu này, từ đầu bu tới cái khoen thứ nhất, từ đầu bu này tới cái khoen thứ nhất, thì cái ngọn này đó là ngọn sợi thủy tinh nha các bạn. Đây là ngọn đặc sợi thủy tinh, giúp cho cây cần mình nó chịu lực rất là tốt. Nó làm cái mẫu này nó giống giống như thằng Euclid của Mỹ các bạn. Cái phần ngọn là ngọn đặc, đi ngọn đặc nhưng mà cá nhỏ ăn đều biết hết nha. Đó, thì nó đây nó quấn thêm một chỉ dạ quang, các bạn thấy rất là sáng không? Khi chỉ cần có ánh đèn chiếu vào nó thì nó rất là sáng, buổi tối mình câu đêm các bạn. Đó, vì ngọn này là ngọn 2 ly 2 ly 3 ly 8 nha các bạn. Ngọn này ngọn đặc 3 ly 8 cực kỳ khỏe luôn. Đó, đầu bu là đầu bu chống sắn luôn các bạn. Đầu bu chống sắn luôn. Đó. Thì cái cần này là mình đã review rất là nhiều lần rồi các bạn. Tại vì mỗi lần về là mình đều review lại hết. Đó, thì một xíu nữa cuối clip mình sẽ cho các bạn xem cái phần test cần. Test cái cần này ha. Với cái trọng lượng là tầm khoảng là 5 kg 6 kg. Mình cẩu lên cho các bạn xem. Đó, hiện tại thì mình về đủ 3 size luôn, cần mình đủ 3 size luôn. Cái này 2m4 nè các bạn. Cái này 2m4. Cái này 2m7. Đó, đủ 3 size cho các bạn luôn. Thì thời gian vừa qua mình cũng xuất đi cái dòng này rất là nhiều của các bạn. Nên hôm nay mình quyết định mình làm một cái clip về combo. Đó. Đó thì cái cần xong mình bây giờ mình chuyển qua cái máy. Thì cái dòng máy này là dòng máy Ryoko, hàng này của Thái nha các bạn. Và đặc biệt cái thằng này là mắt gắt lên tới 13 kg. Nên cái dòng này mình thấy đánh cá tra hồ là rất là ổn các bạn. Cạo cá rất là khỏe. Thì thông số vu dây của nó thì size 40 được 160 m. Thì anh em nào chơi tầm hãng dây 50 á, 50 thì tầm khoảng chừng 140, 150, size 55 tầm khoảng 120, 130, thì nhiêu đó là mình đã chơi thoải mái rồi các bạn. Tại bây giờ những hồ xa thì quăng ra tầm khoảng 60, 70 m là nhiều rồi ha. Đặc biệt hàng này nó là hàng Thái, hàng sản xuất tại Thái nha các bạn. Đó, thì đi với cần này thì anh em lấy cái size hình tại mình còn size 5000, thì cỡ 5000 này là chơi là rất là đẹp rồi các bạn. Đây, máy thì nó tặng thêm cho mình một cái bao chùm như thế này, rất là sang trọng ha, rồi là sang chảnh luôn, Ryoko. Đây là cái phiên bản xanh vàng này các bạn. Đó, mình còn hai màu xanh vàng và đây là xám vàng, xanh vàng với xám vàng nha các bạn. Và size này là size 5000. Đó, màu vàng này nhìn nhu mì hơn ha, màu xanh này nhìn nổi bật. Đó, thì đặc biệt cái con này á, mình nói thêm luôn là chân máy là kim loại nha các bạn, kim loại nguyên khối nè. Cái chân máy của nó là kim loại nguyên khối, tay quay cũng là full kim loại luôn, núm tay quay là núm tay quay bằng kim loại luôn nha các bạn. Đó, mình thấy không, rất là đẹp, núm tay quay rất là đẹp. Máy chạy thì cực kỳ mượt luôn các bạn. Đây, máy màu xanh này các bạn. Đó, bobin full kim loại rồi bạn, khỏi nói ha. Đặc biệt cái máy này chân máy là kim loại nè các bạn, chân nó là kim loại nên khi mình cạo con cá, mình gắn vô cần, mình cạo cá lớn á, nó không có bị lắc ha. Những cái dòng máy nào chân máy kim loại là mình cạo cá rất là êm, rất là khỏe các bạn, không bị lắc. Đó, vậy là máy phiên bản màu xanh vàng. Thì con này là màu xám vàng, xám vàng thì nó nhìn nó nhu mì hơn các bạn. Đây, xanh vàng với xám vàng. Đó, mình kết ở dòng máy Thái là cái chỗ tay quay nó rất là đẹp các bạn, tay quay rất là đẹp, tay quay núm tròn, nó làm theo kiểu như cái dòng những dòng máy cao cấp đó các bạn, của Shimano với lại Daiwa. Đó, có hai màu hay các bạn, cỡ này anh em gắn vô cần là chơi thoải mái các bạn, cỡ này là đẹp rồi nè. Đó, thấy không, cỡ này gắn vô cần này rất là đẹp, chân máy kim loại nè, đóng mộc và Ryoko Thái Lan ở đây luôn các bạn. Thì mắt gắt của thằng này là tầm khoảng 13 kg các bạn. Cái độ khi mình siết mô pin á, cái độ mình siết cứng mô pin mà cái cá nó gị ra tầm khoảng 13 kg nó mới bung được cái cối máy này ha. Đó, nó xả pin nè các bạn. Thì phần cốt nó cũng rất là to các bạn, cốt tới 5 ly lận. Phần cốt của máy này cũng rất là to, tới 5 ly. Các bạn, cốt rất là khỏe nha các bạn, cốt cỡ 5 ly nè, rất là khỏe. Đây là lẫy cò của nó,
Đó. Thằng Thái này tính rất im, rất là trâu bò các bạn. Gắt là 13 13 kg các bạn, dòng cá chừng 20 kg là vi vu luôn. Thoải mái luôn. Nhìn cái máy mình gõ gọn, nhìn rất là đẹp. Thiết kế nó rất là sang trọng. Thấy không? Đó. Phái nhất là cái núm tay quay của cái con này nhìn rất là đẹp. Đó. Thì cái máy thì mình cũng đã review rất là nhiều lần rồi các bạn. Cũng như những cái bộ này mình gáp lại thì mình đã cũng review riêng những clip clip riêng cho nó rồi. Về cước, đó thì ở đây mình sẽ ưu tiên các bạn dùng cái size 50 với 55 câu hồ cho nó chắc chắn nha các bạn. Màu này màu vàng dạ quang rất là đẹp. Đó. Cái này là size 50, tải được 30 lb, tầm khoảng 15-16 kg các bạn, và size 55 là 40 lb, 18 đến 20 kg. Đó, chiều dài nó là 250 m, 210 m. Đó. Rất là đẹp ha các bạn. Cái màu này vô máy cũng rất là đẹp, màu vàng. Nhìn rất là nổi bật luôn. Anh em cái bộ này thì cảo cá là vivo rồi, tại cái dòng cước này rất là chắc các bạn. Mình đã có test thử thì size 40 và 45 thì mình với nhu cầu anh em nào quýnh những hồ rộng á, hồ mà càng rộng thì anh em quýnh cước nhỏ 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 thì anh em quýnh nó sẽ xa hơn. Nhưng mà nói chung thì cước nhỏ thì cái tỷ lệ mà tải cá nó sẽ không lớn, nên mình thấy là cái độ mà tải cá nó không lớn nên mình cảm giác nó không yên tâm thôi các bạn. Nên anh em có thể chọn size nhỏ size lớn tùy tùy như nhu cầu của mình chơi ha. Đó. Còn đây là nho, thì nho này á, là nho tám các bạn. Hàng này là hàng bên mình hiện tại cũng đang bán luôn, với lại nho 8 này, nho 4 này, nho 6, ba loại. Thì dây này dây Chilean Leader nha các bạn. Chilean, lộn, cái dòng này là dòng Chilean thường thôi. Đó, chùm nho làm rất là đều, rất là đẹp các bạn. Đây là Chilean thường ha. Lưỡi là lưỡi Sasuke, tức là lưỡi sét đó các bạn. Đó, chùm nho này anh em đánh là thoải mái luôn. Bao anh em kéo quá thịt. Cá thịt 5 7 kg, 10 kg thì đó đánh thoải mái rồi các bạn. Làm rất là đều, rất là đẹp. Đây. Bên mình làm chùm nho này làm tay nhưng mà rút máy các bạn, nên canh chỉnh rất là đều và rất là đẹp. Thì hiện tại trong cái bộ này các bạn được 6 chùm, 2 chùm 4, 2 chùm 6, 2 chùm 8. Đó. Nhiều nhiều nói chung 6 chùm mà đi uống cá thịt là thoải mái các bạn. Tại một lần mình kéo lên thả xuống thì mình giờ chỉ cần mình đi, em đi câu á. Em câu một cần á, là tầm khoảng 3 chùm là em câu đủ rồi. Cứ hai chùm móc bánh mì sẵn, chùm mà đang câu rồi lên cái thay mồi rồi lại móc bánh mì tiếp. Đó. Chứ không cần nhiều. 6 chùm là chơi thoải mái luôn rồi đó. Còn khóa thì em ưu tiên chọn cái dòng khóa Nhật, hai dòng. Khóa này quá size số 1 là size lớn nhất của bên em. Thì đặc biệt cái dòng này các bạn, hai dòng như thế này nè, bạn nhìn kỹ nha. Thì khi anh em mà lỡ mà quên đóng cái khóa nó cũng không không bị tuột cái này ra. Không bị tuột cái này ra, thường á là cái này nó bị dễ bị tuột lắm. Nên anh em mà đóng khóa lại á, mà có cái quên đóng á thì nó cũng không có mất cái này. Không có tuột này. Đó. Thì cái thằng này là khóa chịu tải, đánh cũng rất là thoải mái. Cỡ này là bắt bò là dư sức luôn rồi các bạn. Khóa này khóa hai dòng Shimano. Đó. Còn về chống thì là chống chống V nè các bạn. Chống V bản lớn. Chống V bản lớn ha. Chống này thì 1m2 lận các bạn. Khi mình vô mình cắm cắm xuống hồ đa số bây giờ thì nó tầm khoảng 8 7 8 tấc, mình còn tầm khoảng như đây thôi. Thì nói chung cắm sâu cắm cạn là do sở thích của mỗi anh em thôi. Có anh em này thích để lên cao, có anh em để thấm thấp, thì cái đó thì tùy mỗi anh em mình thích. Nó thì em đã đi sơ những cái sản phẩm mà trong cái bộ combo hôm nay có. Thì bây giờ á, em sẽ cho anh em xem cái đoạn test clip test về cái dòng cần Bioner và Black Gold. Đó. Để anh em biết về khả năng chịu lực của cần, và nói chung mình test á thì mình test vậy thôi. Nhưng mình khuyên mấy anh em khi mà vô hồ câu hay gì á, mấy anh cá bự bự á là đừng nên dở nha. Đừng nên dở nha. Rồi thôi, bây giờ thì mời các bạn xem clip em test nha. Thank you.
size 27 nha các bạn. Size 27 kéo thùng nước 5 lít. Bây giờ mình sẽ chuyển qua test cái cây 3 mét nha bạn. Cột luôn cái bình nước, cái bình nước 1,5 lít nữa. Test cây 3 mét. Bây giờ mình sẽ test cái cây 3 mét nha các bạn. Hồi nãy là cây 27 cẩu nhất tỉnh 5 kg. Bây giờ cây 3 mét mình sẽ nhất tỉnh 6,5 kg nè. Sao ký gửi